Thưa quý vị và các bạn, chủ động phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV, tỉnh Tiền Giang đã cho học sinh nghỉ học 2 tuần từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2. Trong khoảng thời gian này, ngành giáo dục Tiền Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tiền Giang tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng, sát khuẩn tất cả trường lớp bằng dung dịch Doramin B, phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra để đón học sinh trở lại trường. Theo đó, Trung tâm Y tế tất cả các huyện, thị thành trong tỉnh sẽ tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại 632 điểm trường với tổng diện tích gần 5 triệu mét vuông đã được phun hóa chất khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh. Sau khi ngành y tế đến phun thuốc tiêu độc khử trùng tại các trường học, thì sau đó nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng trường học và lớp học. Ngoài lau chùi để đảm bảo diệt khuẩn cho các đồ dùng học tập, đồ chơi của học sinh, các trường học còn sử dụng cả dung dịch chloramin B để tẩy rửa. Ngoài ra còn chuẩn bị cả xà phòng ở các điểm rửa tay. Đặc biệt tại các trường có thực hiện bán trú thì công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng được giáo viên nhân viên nhà trường lau chùi dọn dẹp cẩn thận trong khu vực lớp học, khe cửa, song cửa sổ, lớp học, dụng cụ, đồ dùng đồ chơi của trẻ, hành lang, cầu thang bằng dung dịch sát khuẩn chloramin B. Trong cái việc đón trẻ thì cũng thực hiện các cái công việc như là thăm khám các con, xem các con có những cái biểu hiện gì lạ hay không, và trao đổi tuyên truyền lực lượng cha mẹ trẻ để cha mẹ trẻ có thể phối kết hợp với nhà trường trong công việc là phòng chống dịch bệnh, cũng như là đã thông tư tưởng cho cha mẹ trẻ an tâm trong vấn đề gửi con. Cũng nhắc nhở đội ngũ là trong quá trình sinh hoạt của các con trong ngày thì các cô phải thường xuyên thăm khám, đặc biệt là tạo cái điều kiện thông thoáng phòng để cho các con được sinh hoạt thoải mái. Và trong buổi trưa, trực trưa thì các cô giáo phải là trực 24/24 đảm bảo để thăm khám các con. Trong buổi chiều thì khi trả trẻ thì các phụ huynh vào đón trẻ thì cô giáo sẽ có những cái cuộc trao đổi với phụ huynh để cho phụ huynh là nắm bắt tình hình, cũng như vào mỗi sáng phụ huynh đưa trẻ vào cũng phải trao đổi với giáo viên diễn đề tình hình của các con. Thì đến thời điểm hiện tại do mà học sinh chưa có nhập học, do đó cái việc mà thống kê cái danh sách học sinh cũng như là giáo viên có cái đi du lịch xa trong cái dịp Tết ấy, thì cũng chưa có thực hiện xong. Nhưng mà Sở Giáo dục Đào tạo cũng có chỉ đạo các cơ sở giáo dục sau khi nhập học á, thì phải nhanh chóng thống kê cái danh sách giáo viên và học sinh có di chuyển xa trong cái mùa Tết, đặc biệt là có đi đến các cái tỉnh mà đang có các cái trường hợp nhiễm bệnh đó, để trên cơ sở đó thì theo dõi sát sao các cái diễn biến về sức khỏe, đặc biệt có những trường hợp bất thường thì phải phối hợp ngay với các cơ sở y tế để có cái hướng điều trị kịp thời. Toàn tỉnh hiện có 632 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và tư thục với gần 343.000 học sinh. Trong thời gian nghỉ học kéo dài cùng với việc hướng dẫn học sinh tự học, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục bố trí bộ phận trực trường tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy, Chủ nhật để theo dõi nắm bắt tình hình dịch bệnh, sức khỏe học sinh trong thời gian nghỉ học tại nhà. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ hàng ngày và đột xuất theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình kế hoạch dạy học theo quy định. Đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất vệ sinh trường lớp để đón học sinh tiếp tục trở lại trường. Đặc biệt đã khuyên học sinh mang khẩu trang đi học. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh và kiên quyết xử lý các trường hợp lơ là đối với công tác phòng chống dịch do nCoV gây ra.